Kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với cả kênh YouTube của CDN8. Thì ngày hôm nay thì các bạn thấy hiện tại cuối năm rồi, nhưng xe hiện tại đang về vẫn là rất là nhiều, cập nhật liên tục luôn để có thể ra Tết các bác sẵn xe, để các bác có thể mua xe để về vận tải kinh doanh. Vào xe về nhiều là thế, nhưng hôm nay em sẽ lên cho các bác những cái nhóm mẫu xe nó phù hợp với cả cái công việc của mình thôi. Em sẽ không báo giá hết toàn bộ, mà em chỉ báo giá tập trung một số cái dòng mẫu xe vào từng phân khúc giá để các bác có thể có những cái sự lựa chọn cho mình. Các bạn thấy đây, quanh đây như là K3000 này, K125 này, K140, K165 đầy đủ cả. Để những cái phân khúc nó tầm tiền 200, 300 trở lên rất là nhiều. Hôm nay em sẽ phải báo giá những cái mẫu xe tầm tiền 200 triệu. Và cụ thể ở đây là những mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2009 và 2010. Lên đại diện được một số mẫu thôi, bởi vì là hiện tại cái không gian nó đang khá là chật, em không thể chia sẻ hết được, với từng những cái góc quay không thể chia sẻ hết được. Nên anh chị em nào mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe nào thì vui lòng nhấc máy gọi điện qua số điện thoại 0975 180 777, 0981 188 765 để có những cái tư vấn nó kỹ càng nhất và chi tiết nhất cho cái từng cái nhóm mẫu xe. Và các bạn đang cần những xe nào, em sẽ có những cái tư vấn cho nó đúng cái nhu cầu và đúng cái tầm giá các bạn nhé. Trước tiên một chiếc mẫu xe mới về, mẫu xe biển số 29C54746 Kia K3000 đời 2009, một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn và đã được trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi các bác nhé. Đây, đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi. Đây, không gian đang khá là chật hẹp đây. Đấy, đầy đủ điều hòa lót sàn rồi. Đấy, bây giờ em sẽ lướt qua một vòng và review chi tiết của mẫu xe này. Mẫu xe này cũng trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn rồi, đăng kiểm còn từ tháng 4 năm 2022. Hiện tại đối với dòng xe này thì đăng kiểm hiện tại chỉ là 6 tháng một lần thôi các bác nhé, 6 tháng một lần thôi. Và đối với dòng xe K3000 thì đời cao nhất của nó là đời 2014, cũng đang bắt đầu chuyển dịch sang 6 tháng rồi. Đã, đang chuyển dịch sang 6 tháng rồi các bác nhé. Đó, bây giờ em sẽ vào chi tiết này. Sơn thì có tỉa tót nhẹ qua, các bác nhé. Đó, đây toàn bộ phần các keo chỉ cánh cửa nguyên này. Đây, keo chỉ cánh cửa nguyên này. Đấy, là một phần nhựa này, không bị móp méo gì cả, không bị vỡ gì cả, còn khá là chắc chắn. Toàn bộ cái phần nhì của phần lên xuống kính. Đấy, toàn bộ chức năng phần lên xuống kính đều đáp ứng tốt không nhá, vẫn đáp ứng tốt, sử dụng tốt. Đấy, đây em sẽ mở để chỉnh cái phần lên xuống kính cho các bác xem. Đấy, chức năng các thế, chức năng lên xuống kính rất là ổn định luôn. Đó, hoạt động tốt đấy. Tiếp tới đây là tới phần keo chỉ cánh cửa rồi đúng không? Bây giờ tới phần toàn bộ cái phần đinh bấm này. Đây, toàn bộ phần đinh bấm đây. Đấy, không mất một phần đinh bấm nào các bác nhá, không mất chút đinh bấm nào cả. Đấy, thực ra thì chia sẻ thôi, nhưng các bác mà trực tiếp lên xem xe thì tất nhiên là sẽ có cái góc nhìn nó kỹ càng, nó thuận tiện lợi hơn các bác nhé. Đó, ghế thì đã được bọc da rồi, chân thì chân đỉ nguyên bản thôi và cũng được trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Đấy, điều hòa này, đài FM này, đấy, GVC, đài FM, đấy, đầy đủ điều hòa rồi. Đấy, quạt lạnh, chân nỉ sạch sẽ nhá, trần khá là sạch sẽ. Đấy, không có dịch bẩn gì cả, đời 2009 thôi, nhưng về cơ bản, với những chức năng cơ bản của chiếc xe vẫn đáp ứng rất tốt. Khi mua xe tải cũ thì chúng ta quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là xe không đụng va chạm, không ngập nước, không truy kích gì cả. Đấy, là một. Đấy, tất cả những cái hoạt động cơ bản của chiếc xe như điều hòa này, lên xuống kính này, nước, đèn, đóm, xi nhan, đường điện ổn định là khá là ok rồi. Đó, đây toàn bộ phần bàn thờ tắp lô đây. Đấy, cũng có cái tấm thảm che lắng này, tấm thảm này, đấy, để tránh cho phần nhựa ở phần tắp lô đó bạc màu. Đấy, khá là đẹp. Đó, ok. Đấy, cái phần đồng hồ này thì vẫn giữ nguyên được cái độ đẹp của nó nhá.
nó không bị ố hay lứt gì cả. Đó. Tiếp theo xuống tới phần cua lốp này. Đây, một phần cua lốp đây. Đó. Không có thấy hiệu của chút mụn mọt nào cả. Đấy, chưa có dấu hiệu của mụn mọt các bác nhá. Đối với đời 2009 mà nó được như này thì đó. Chưa có dấu hiệu của mụn mọt gì cả. Lốp lát thì còn tương đối là đẹp này, khá là dày dặn. Và những cái vừa đường đều vân là khá rõ nét, lốp còn tương đối là mới. Đấy, còn tương đối là mới các bác nhá. Đấy, còn khoảng 8. Các bác thấy những cái dần râu của lốp vẫn còn nguyên này. Đấy, râu lốp còn nguyên này. Đó. Ok. Tiếp tới sang cái phần thành thùng. Ở góc này các bạn thấy đây toàn bộ phần đinh bấm này nguyên bản. Đấy. Dài thẳng dài thăm tắp luôn, 2 mét trên mép dưới. Sơn zin còn khá là nhiều. Sơn zin còn khá là nhiều các bác nhá. Đấy. Đinh bấm này. Các dấu hiệu phần đinh bấm, những cái phần này nó bị mất đinh bấm nhìn biết ngay. Nếu mà chứ bên nó bị đâm đụng va chạm vào rồi, húc nhẹo bên hông rồi thì cái phần đinh bấm nó sẽ mất đi và thay vào đó nó là sẽ là một cái lớp bả batit, sẽ khiến cho những cái vết đinh bấm nó không còn được rõ nét như này nữa, không được rõ nét và đều như này nữa các bác nhé. Tiếp theo thì chúng ta ngó xuống cái phần sàn sóng. Đây toàn bộ phần sàn sóng đây. Sàn sóng thì vuông vắn, không thấy móc méo, các bác không thể thấy cái sự cong võng của nó đây, không thể thấy được sự cong võng. Đấy, chưa có dấu hiệu cong võng này và mới mọt gì cả. Đó. Đây như em hơi bất ngờ với chiếc xe này mà đời 2009. Không biết có nhầm đời nhầm giá không. Đó. Đây, lốp lát sau đây. Lốp sau đây. Đấy, còn tương đối là đẹp. Những cái phần mối hàn có nhiều chiếc xe này. Những cái phần sàn nó bị cong võng nhiều rồi, nhưng chiếc xe này thì đời 2009 nhưng phải nói là sàn nó vẫn còn rất là đẹp. Cái phần sàn sóng nó rất là đẹp này. Đấy. Một màu sơn cơ bản thôi, nó không quá là bóng bẩy. Nó không là quá bóng bẩy. Một màu sơn nó khá là kiểu nguyên bản. Đấy. Đây, trước đây người ta chở hoa quả đây. Đấy, có chút lọc lá đây. Vài quả cam, vài quả táo. Đó, vài quả cam, vài quả táo. Sàn thì lót sàn tôn thôi. Chưa có sàn inox. Bởi vì trước đây cái nhu cầu của họ chỉ có vậy thôi. Đấy, tất cả các khung sườn thì nó còn khá là vuông vắn này, không có dấu hiệu của mọt miếc ở các chân thành thùng gì cả. Đó. Đó, vừa rồi là cái cơ bản thôi, những cái cơ bản của một chiếc xe K3000 đời 2009. Đấy, và cái không gian hiện tại nó không cho phép cho em có thể thử xe và chạy và lổ máy thử xe được, bởi vì không gian khá chật hẹp. Đấy. Nên là các bác mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng nhấc máy gọi điện qua số điện thoại 0975 180 777 để em sẽ có những cái tư vấn, những cái hình ảnh nó sẽ chi tiết và cụ thể hơn các bác nhé. Đây, các phần rèm mưa của anh, cái rè chắn bùn của trước đã được thay từ phần nhựa thay bằng inox này. Đấy. Đấy, đáp ứng khá là một cái mẫu xe tuy là 2009 thôi nhưng nó vẫn đáp ứng rất là tốt và về cơ bản thì xe còn khá là đẹp. Nhấc máy gọi điện cho em để có cái mức giá tốt nhất các bác nhé. Đó, và tiếp theo em sẽ chia sẻ thêm các bác có những cái mẫu xe đời 2009, 2010 trong này. Và vừa rồi là cái một mẫu xe đời 2009 với cái mức giá là 205 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào sâu vào trong đây, cùng đến với cả những cái mẫu xe nữa khác các bác nhé. Hiện tại đối với dòng xe K3000 em đã có những mẫu đời 2003, 2004, 2009, 10 và 2011, 12. Đầy đủ cả, kể cả 2013 nữa. Nên là anh chị em nào đang quan tâm tới những cái phân khúc trong tầm tiền, tầm giá thế nào thì vui lòng nhấc máy gọi điện cho em ngay. Đó, đây. Bây giờ phải đi tìm từng chỗ một đây, bởi vì là có quá là nhiều xe ở trong khu vực này. Đây, 99C14067. Kia K3000 đây. Kia K3000 đời 2009, tải là 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn, trang bị đầy đủ, điều hòa và lốp sàn rồi. Và với cái mức giá đang được chia sẻ công khai cho mẫu xe này là 205 triệu đồng, đăng kiểm còn từ tháng 3 năm 2022 các bác nhé. Nhưng cái mẫu xe này hiện tại đăng kiểm chỉ là 6 tháng một lần thôi. Đấy. Một mẫu xe màu xanh dương. Đó. Đời 2009. Đây. Đấy, vừa lấy còn chia sẻ bác là ba cái mẫu xe vừa lấy. Mẫu xe biển 29 vừa rồi thì ba cái mã kính vẫn còn nguyên hết, vẹn hết các bác nhé. Vẹn hết. Đây. Phần nhựa còn khá đẹp này.
khá đều xe. Toàn bộ phần ghế đã được bọc da rồi. Trần thì nguyên bản. Trần thì nguyên bản các nhá. Đây. Đây ghế bọc da rồi. Không là nhìn nó dễ dàng hơn cả bộ ghế đây. Đó, ghế đã được bọc da. Rồi. Đài điều hòa đầy đủ điều hòa rồi, đầy đủ điều hòa rồi này. Đó. Trần thì ở đây. Trần nỉ nguyên bản các bác nhá. Đó. Tầm tiền 200 triệu. Hôm nay lên cho bác một loạt, tầm tiền 200 triệu cho bác lựa chọn. Đó. Sàn thì đây, phần sàn sóng đây, sàn sóng thì vuông vắn. Chưa có dấu hiệu của việc móp méo gì cả hay cong võng gì cả. Đấy. Phần sàn sóng, phần sassi là những phần rất là quan trọng. Nhưng nếu mà để so sánh cái độ quan trọng thì em cảm giác là phần máy và phần sassi nó sẽ là có những cái quan trọng hơn, bởi vì nó là cái trái tim và cái cuộc sống của một chiếc xe. Đó, đây, bỏ thùng ra. Trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Sàn thì cũng có lót rồi. Ô, chiếc xe này có thể mở bừng nè. Thì em sẽ kiểm tra lại sau. Em thấy có thể nó có thể mở được cánh rơi đấy các anh nhá. Con đời 2 là chỗ này đã chính là có thể mở cánh rơi đấy. Mở được cánh rơi thì cái việc lên xuống hàng nó sẽ dễ dàng hơn. Đây. Đây, cái này mở chìa khóa đây, có thể mở được cái phần cánh rơi bên này. Hai bên hông luôn, hai bên sườn luôn. Đó, bây giờ không gian nó hơi bị hẹp nên em chưa thể mở cho các bác xem được. Có gì nếu mà ra được cái một cái không gian rộng rãi hơn thì em sẽ cho các bác xem hình ảnh chi tiết hơn các bác nhé. Đó, cái này cần mở cánh rơi này, đời 2.9 này. Đấy. Các bác mà cần những cái một cái mẫu xe có thể mở thùng cánh rơi thì đây là một cái lựa chọn cho các bác. Mở được hai cánh, mở được hết hai cánh để chở hàng tạp hóa luôn. Quá là phù hợp, bán hàng rong. Kia các 3000, biển 99C14067. Đời 2009. Với cái mức giá đang được chia sẻ công khai cho mẫu xe tải trọng 1.4 hạ tải cao 1.1 này là 205 triệu đồng các bác nhé, 205 triệu đồng. Ok, và vừa rồi đó là chia sẻ nhanh qua hai mẫu xe đời 2009 và vào bên trong này nữa. Chúng ta có thể thấy thêm một cái mẫu xe, một số cái mẫu xe đời 2009 ở đây. K3000 biển 34. Đây là một đời 2010 này. Đời 2010 thì em chia sẻ sau vậy. Em chia sẻ những cái mẫu đời 2009 trước. Đây. Đây. Đời 2009 tầm tiền 200 triệu. Đây. Kia K3000 biển số 34C04134 đời 2009 và trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi, đăng kiểm tới tháng 5 năm 2022 với cái mức giá là 205 triệu đồng. Hiện tại thì em đang có rất nhiều những cái biển giống nhau, biển tỉnh giống nhau thôi, nhiều khi mình không thể nhớ được cụ thể đó là xe của biển tỉnh nào và tầm đời nào. Đấy, đôi khi nó sẽ có sự nhầm lẫn nên các bác có thể thông cảm. Đó, một mẫu chị đây, ghế thì bọc da rồi này, ghế đã được bọc da đầy đủ rồi, hệ thống điều hòa và có một cái màn đài FM, đài trung tâm giải trí kia, có cả cốc cà phê, cốc để đồ kia rồi. Đó, tất cả là chức năng cơ bản như việc lên sụt kính đáp ứng tốt, hoạt động bình thường. Đấy, điều hòa đầy đủ đấy. Thùng thì đã được làm lại. Đấy, thùng mình làm thùng làm lại rồi các bác nhé. Đấy, thùng inox luôn, nó không như cái thần thục thường này như bên này, thùng tôm này, đây thùng là thùng inox luôn. Đấy, khá là vuông vắn, đẹp mắt. Phần đinh bấm đây đấy, là một phần đinh bấm này còn nguyên này, không mất tí đinh bấm nào cả các bác nhé. Thành thùng trên, cái thùng trên và cái thùng dưới, sơn zin còn khá là nhiều, lốp đát còn tương đối đẹp và đều xe. Đấy, còn khoảng 75, tầm khoảng 80%. Đấy, toàn bộ phần sàn sóng đây, sàn sóng nó được chêm thêm gỗ để cho tăng khả năng chịu tải của chiếc xe này. Đấy, sàn sóng vuông vắn này, không nó cong võng và mối mọt gì cả này. Đó, lốp đát đây, lốp đát tương đối đẹp đây. Đó, và nếu các bác mà ở xa mà có muốn tham khảo mẫu xe này thì có thể nhấc máy gọi điện hoặc kết nối Zalo với em. Em sẽ quay video chi tiết và gửi cho các bác. Đây, chiếc xe này bên trong thùng thì cũng đã được lót sàn inox rồi. Các bác nhé. Đây, inox nó khá là cao, khá lót lên tới tận mét thành thùng bên trên này. Và nhìn với cơ bản thì tất cả những chân thành thùng
thì nó vẫn còn chưa có dấu hiệu của mối mọt gì các bác nhé, chưa dấu hiệu của mối mọt gì cả. Đó, đời 2009 đấy, với cái tầm giá là 205 triệu đồng, các bác thể sở hữu một chiếc xe nó tổng thành về cơ bản nó chất lượng như thế này rồi. Các bác mà đang quan tâm đến mẫu xe nào thì vui lòng nhấc máy gọi điện cho em. Vừa rồi là chia sẻ nhanh về ba mẫu xe K3000 đời 2009 hiện tại đang có mặt tại salon của Xe Đẹp 88 tầm tiền 200 triệu, cụ thể là 205 triệu đồng, và trong thời điểm này thì sẽ có những cái mức giá nó phù hợp hơn cho các bác để các bác có thể sở hữu xe vào đợt dịp Tết này các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video chia sẻ và báo giá nhanh những cái mẫu xe đời 2009 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ cũng như là báo giá về những cái mẫu xe khác vào những cái khung giờ hàng ngày, khung giờ 11 giờ trưa hàng ngày, và trên cửa khung giờ đó thì có những chương trình chia sẻ livestream các nhé. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá lần sau. Em là Trọng, xin chào và hẹn gặp lại.